Em chào anh em nha. Bây giờ em lên với anh em mấy món, anh em coi nào hú em ha. Mấy món thôi à, em làm video ngắn ngắn thì anh em coi nào hú em ha. Giờ đầu tiên là cặp niền 204, cặp niền 204 thắng đùm, 204, 203 cũng thứ một thôi, thắng đĩa chứ xin lỗi anh em. Cặp này thì nó không có lỗi đâu, bên trong nó đẹp như mới nè. Đó, cặp này là anh em coi niền trong nó đẹp như mới nè, không có lỗi đâu nha. Cặp niền này thì nó không có trùng mã anh em ơi. Cái niền trước này là mã CT đúp thắng đĩa mà, niền trước là niền đúp thắng đĩa. Siam Gucci 17x1.2.4 CTW. Đa số á, là những cái anh em mà ở vùng Cà Mau, Bạc Liêu á, dùng nước mặn á, người ta thích xài niền 204 này là nguyên nhân là nó không có bị rơm á anh em. Do niền CM á, nó không có bị rơm si giống như niền si bóng, anh em hiểu ý em không? Đẹp nha, đẹp lắm. Cặp này em bán giá rẻ lắm nha, anh em nào có xài thì cứ alo. Nè, niền trước niền sau là bên trong như mới luôn. Đây, cỡ này thì anh em khỏi lo một lũng gì luôn nha. Vậy anh em mình vệ sinh phụ em nha anh em, em không có thời gian rồi. Đây, đó, không có lỗi anh em. Niền sau này là mã B, em nhớ là mã BT cái gì đó, đúng rồi BT. Siam Gucci 17x1.4.4 BT đúp. Thì một cặp này nè, một cặp trước sau nè, thắng đĩa nè, nó đúng trên một xe luôn đó nha anh em, chứ không phải mà khác xe đâu nha. Cặp này anh em lấy em tính cho anh em giá rẻ thôi, 700.000, nó chỉ bằng giá của niền hàng mới thôi. Mà em bao anh em là dày dặn chất lượng nha, niền tháo xe nha, 700. À, sẵn tiện em nói với anh em luôn là em còn hai cặp thứ này nữa nè, cũng CM thắng đùm, thì em cũng bán đồng giá 700 luôn. Giá này là giá em tính cho anh em thợ luôn rồi đó, chứ thường lúc trước em bán 1 triệu một cặp không à. Rồi, em bán nhanh luôn nha, tại vì nó còn cù nhiều đồ quá em tranh thủ. Mobin quay 110. Ừ, chính xác. Order được rồi. Mobin quay 110. À, đời 99. Phải không ta? Đúng, 2000, xin lỗi anh em nha, không nứt bể. Có tẩu luôn. Thì cái này đồ em rã xe, cây nhà lá vườn em muốn tính sao em tính ha. Cái này anh em lấy em bán cho anh em luôn tẩu, phế gài còn nha anh em, không có bị gãy phế gài nha, em kiểm tra rồi. Đó. Cái này em tính cho anh em mô bin luôn tẩu luôn là em lấy cho anh em giá là 600.000, như mô bin 400 tẩu 200. Giá hợp lý ha. Thị trường giờ bán này hơi cao ha. Còn ví dụ như đồ đẹp mà em mua của anh em người ta là mô bin tẩu giá căng ha. Cây chẳng ba đẹp nè. Cây chẳng ba này sơn zin rất đẹp luôn. Anh em thấy không? Mấy cái này đất thôi, anh em về chịu khó mà anh em rửa một cái là bao anh em là ken xà beng nha, đất không à. Mới mở lần đầu. Mở bò đỏ còn luôn nè. Ở đây nó có mã nè, để em coi kỹ cái mã coi. Mã hình như là 38 hay là 88 gì đó. Trước sân rim đẹp lắm nha. Ở dưới này là em nhớ nó còn mực luôn nè. Nè nè nè. Thường thường anh em để ý đó, mấy cây chẳng ba mình rã là trong cái lỗ này nè nha, nó xét nghẹt à. Mã này là nó còn dính bụi thôi, nó đang thui thấy không. Cây này chén trên nó có bị trầy nè, do người ta không biết tháo á, thì em bán anh em giá hợp lý một xíu ha. Chứ thường thường cây này nếu mà nó đẹp mới tháo mà nó đẹp căng em bán cả triệu quá nha. Em bán anh em 700 cho qua. Mua pin xong rồi cho qua. Gác chân dài, gác chân dài này bữa em rã trên xe thì em kêu giá là 1,5 triệu, nhưng mà em xuống này rồi em tính là em giá 1,3 triệu thôi nha. Em xuống em kiểm tra kỹ lại thì em tính em giá 1,3 triệu nha. Nhìn được nha anh em, chứ không có tệ nha. Để em coi cái này bị trầy bị gì. Không phải, cái này nó dính cái gì á, dính đất dính gì á, không phải trầy. Nhìn sạch sẽ anh em, rửa ra ok. Thung rin, lõi sắt rin, mà cái thung này thì nó bị lâu ngày anh em, nó bị oxy hóa nè, nó bị thục lại rồi, anh em kiếm thung khác bỏ vô giữ lõi sắt theo xe xài. Một bên là KFNLK-3, ốc tán thung con bách sắt đầy đủ nha, em tính anh em giá 1,3 triệu thôi. Bên này cũng vậy nha anh em sẽ soạn cho anh em. Cặp này em thấy là liền lắm nè, liền luôn anh em thấy không, nó còn đổ bóng nè, có liền bon à, chứ nó không có bị bệnh nào yếu hết trơn. Đa số là cây bên đây nè là keo nó bị bạc hết trơn luôn. Tùy, cặp này ok á, cây bên đây đẹp nè, cây bên cạc te nè, cây bên bô thì lúc nào cũng vậy hết trơn á, lúc nào nó cũng đẹp hết trơn á nè, đẹp căng ha, hợp lý anh em.
lõi sắt riêng, mình giữ lại mình xài mình thay thun thôi. Một bên là KFLK-1, cửa vẫn còn nha. Bách sắt đây thì em kiếm ốc nữa là xong, kiếm ốc bỏ vô cho anh em nữa là rồi nha, tại đây có ốc rồi nè. Ok, 1.3 triệu cho qua. Rồi tiếp theo nữa, em có một cây gác mái quay 110. Cây này thì chống nghiêng, là chống nghiêng này em coi rồi, chống nghiêng này alpha hàng cũ á, nhưng mà coi như nó không có đi. Thì em bán cây gác mái này không á là 500. Đây, sạch sẽ nha. Gì con bệnh á? Đâu đâu, bà coi sốt không? Sao về không để nón đàng hoàng nè anh em coi. Cái này rửa ra ok nha anh em, bao anh em mà không có cong quẹo nha, ngay bon nè, em kiểm tra rồi nó ngay bon nè. Cây này khá, cây này em lấy anh em 500 thôi, sơn rin toàn tập mấy, không có dặm mà ốc tán rin chứ không có bị thay thế đó, 500.000. Rồi em cho qua. Còn em có hai cái bộ bình xăng, bây giờ anh em muốn mua cái gì em bán cái đó, mua lẻ em cũng bán luôn, mua lẻ cái bình em bán cái bình, mua lẻ mua em bán mua em, mua lẻ xá xị em cũng bán luôn, có xá xị đầy đủ nha anh em, xá xị em nhiều lắm, xá xị nhà em mấy chục trái. Hai bình này em thấy là tình hình thức là bên ngoài là đẹp hết, hàng này hàng em rã xe em chưa rửa gì hết á. Hai bình này bình 2.000 hết, 7HA BF06 đó, em chưa rửa em chưa vệ sinh. Đây, ô ông thầy ông la ổng bữa hổm chắc ai rá cái bộ E203 vô nè, để em tháo ra đi. Này là chưa xúc rửa gì đâu mà nó cũng sạch ha. Bình này cũng sạch sẽ lắm ạ. Để em coi trái ga rồi em báo giá cho anh em luôn, giá dễ xài tí. Thường thường á là em bán bình xăng con á là không có khi nào mà em bao anh em xăng dư đâu nha. Những cái bình mà em đã bao xăng dư cho anh em á là em đã vệ sinh rồi á, em kiểm tra với em xử lý rồi mới bao. Trái ga đẹp lắm nha. Để anh em theo xem. Trái ga bao đẹp luôn, không có bị liếm láp gì trơn, còn nguyên rồi. Thấy không? Rồi, bình này lấy anh em 1.2 triệu thôi, về tự xúc nha. Đó, còn anh em muốn mua Boe thì có Boe xá xị, có xá xị luôn. Bình này cũng vậy nè, cũng đẹp nè. Chị ơi, cái này em rửa một phát là trắng tinh nè, chứ nó dơ thôi à. 18 đuôi á, bình này 18 đuôi á. Đó, nó đóng dơ lâu năm thôi, chứ không có gì đâu. Bình này cái Boe hơi bị khét anh em, còn đáp luôn. Trên dưới còn hết trơn. Đó, trái ga nè. Hai bình này trái ga ok hết trơn nha. Đó, xe bắt về mà trái ga được vậy là quý lắm rồi đó anh em, đẹp lắm rồi đó, không có liếm láp miếng nào hết trơn nha. Rồi ok anh em, hai bình này đồng giá 1.2 triệu bình, thì anh em mua lẻ gì em bán cái đó, mua bình xăng Boe xá xị gì đó báo giá thì mình báo giá cho anh em. Nếu mà bộ này anh em lấy luôn Boe xá xị thì em bán cho anh em giá 1.5 triệu thôi. Bộ này nè, bộ này cũng vậy, lấy luôn Boe xá xị thì 1.5 triệu thôi ha, cho nó nhanh. Rồi qua. Để điền lát nó lộn trái ga mất công, cái nó mất guarantee nữa. Thằng lát em sắp vô lại. Tiếp theo nữa là bữa nay em bán thanh lý cho khách một cặp bửng quay 110 màu xanh nhớt, hàng tồn, đất cao. Thì hai một cặp này nè, thì mình cũng nói cho anh em nghe luôn là có một bên đắp 202, một bên đắp 205. Thì cặp này khách mua cả một bộ áo tồn, rồi khách người ta thấy nó không có đạt thì người ta về người ta ba kêu mình bán bỏ cặp bẩn. Con xe này thì khách dọn ở một đơn vị khác thì nhờ mình chỉnh lại một số chi tiết thôi, khách kêu gì mình làm đó ha. Thì cặp bẩn này anh em lấy thì nếu mà tịch giá bán á, đúng màu xanh nhớt á, mà đắt cũ á, anh em cầm bữa nay là 4-5 triệu mua em. Còn này đắt cao bên 202 bên 205 thì em tính cặp bẩn này cho anh em hai bên luôn 2.5 triệu đó. Nói chung là mình cũng muốn bán nhanh luôn, này mình bán giùm khách thôi, bẩn tồn thì nó mới tinh nè chứ không phải hàng sơn lại nha anh em. Tất nhiên là nó phải còn móc bát 100% rồi, bộ này chưa xài mà từ lúc mà khách dọn xe xong tới bây giờ á là khách chưa đi nhận xe luôn, khách chỉ cho anh em của khách đi nhận rồi thảy qua em luôn chứ khách chưa thấy mặt chiếc xe luôn đó. Đây,
khô bò đó, mình bán anh em 2,5 triệu thôi. Nói chung là mình bán thanh lý giùm cho khách, khách kêu mình quyết định thì mình quyết định giùm đó. Mà không lẽ giờ mình bán 1 triệu thì nó tội nghiệp cho khách. Đó, đây mình thấy là ok nha anh em, trong tầm giá này nó hợp lý dễ xài. Tem có dán sẵn nè, khách đi xanh nhớt 99, nhưng mà tem này thì đối với mình thì dán vậy thì mình chưa có hài lòng lắm, nếu mình thì mình dán khác. À, quên cho anh em coi cái đắt, cái bên này là hình như mình nhớ 202 nè, quay 110 nha anh em, KF LF. Bên này là đúng rồi, bên này đắt 202 nè đó, một bên, còn bên này 205 nè. Cái này mà anh em nhà có xe can can á, anh em vô luôn ha, có xe can can anh em vô khỏi có mà tốn tiền. Đây chính xác luôn, đắt 205 đó, khô bò đồ đầy đủ. Nói chung anh em dọn xe mới thì lựa chọn tuyệt vời, ổn. 2,5 triệu đi anh em, này mình bán giùm cho khách nha anh em, không phải đồ mình nha anh em, bây giờ anh em thông cảm ha. Rồi vậy mình chào anh em.